Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là thông tin về chiếc xe Toyota Camry mới của bên em. Trong thời điểm tầm giữa tháng 4 này, giữa đến cuối tháng 4 thì Camry thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản là 2 với 4 phiên bản là 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HP là phiên bản cao nhất. Thì trước mắt chúng ta đây là một chiếc Toyota Camry 2.5Q là bản xăng cao cấp nhất. Giá niêm yết của 4 phiên bản lần lượt là, thứ nhất là bản tiêu chuẩn là bản 2.0G có giá niêm yết là 1.050.000.000, phiên bản thứ hai là 2.0Q là 1.167.000.000, phiên bản trước mắt chúng ta đây thì là 1.349.000.000 và phiên bản cao cấp nhất là 1.441.000.000 là phiên bản xăng điện. Thì với để so sánh các phiên bản thì phiên bản 2.0Q và phiên bản 2.5Q sẽ là hai phiên bản chủ lực, còn hai phiên bản đấy thì sẽ giống nhau đa số về option. Thứ nhất là bản 2.50 chỉ thua về cái, thứ nhất là về máy này, thứ hai là về cam 360, còn lại về các option khác ví dụ như giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi la răng thì giống nhau. Một cái đặc biệt nữa ở phiên bản này là động cơ của cả 2.0 và 2.5Q là đều đã được tinh chỉnh lại với công suất lớn hơn mà lại tiết kiệm hơn nhiên liệu hơn. Đây là cũng là một cái rất hay ho của phiên bản mới này. Còn cái phiên bản 2.5HP thì nó là một phiên bản khá kén người dùng ấy. Nếu anh chị nào phải gọi là yêu xe và cái thứ hai là phải di chuyển khá nhiều ấy thì là sẽ phù hợp với cái phiên bản xăng điện đấy. Đây em xin phép vào một chút về nội thất để chia sẻ cho anh chị vừa để anh chị quan sát về cái nội thất cũng như là vừa để anh chị cầm cố thêm một số cái thông tin nữa. Ngoại thất của xe thì đa số là sẽ được cung cấp là màu đen và màu trắng và có thêm được màu đỏ nữa, tuy nhiên là màu đỏ thì anh chị đặt trước giúp em. Trời. Trong thời điểm tháng 4 này thì bên em cũng còn một vài xe để giao trong tháng. Còn nếu mà sang đến tháng 5 thì theo Toyota công bố thì cả 4 dòng xe đều tăng giá. Cụ thể là với phiên bản 2.0G thì sẽ tăng 20 triệu thành 1.070.000.000. Và phiên bản 2.0Q sẽ tăng 18 triệu là thành 1.185.000.000. Phiên bản 2.5Q là phiên bản chúng ta đang xem đấy thì tăng 21 triệu thành 1.370.000.000. Còn phiên bản cao cấp nhất là tăng 19 triệu thì thành 1.460.000.000. Gần như tất cả con số đều đã làm tròn. Thì anh chị nào cần lấy xe trong thời điểm nào thì có thể là báo giúp em sẽ cân đối cái phương án cho anh chị đặt mua xe nó hợp lý hơn. Nội thất thì xe được tùy chọn hai phiên bản về nội thất là màu be và màu đen. Như ở trong video này thì là xe được trang bị nội thất màu be. Nội thất thì như ở trung tâm màn hình là được trang bị màn hình JBL với bộ loa JBL. Loa nghe thì đỉnh rồi. Nó từ phiên bản 2.5Q cũ thì đã có loa JBL rồi. Tuy nhiên là phiên bản mới này được cải tiến lên màn hình nó trông cũng đẹp mắt hơn. Vâng, và trong cái khuôn khổ video nhanh này thì em xin phép là cung cấp cho anh chị về thông tin để phân biệt giữa các dòng xe này, rồi thông tin về giá cũng như thị trường. Thì anh chị nào cần em bổ sung thêm về thông tin gì có thể liên hệ giúp em qua số hotline này trên màn hình, cần em tư vấn về giá xe, chính sách xe, về đặt lịch xe hay là về cái tư vấn trả góp. Đặc biệt là dòng xe này thì bên em hỗ trợ vay tối đa lên đến 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm, nên là anh em cần em tư vấn về vấn đề tài chính hay về vấn đề xe thì có thể liên hệ giúp em, thì em sẽ xin phép là tư vấn cho anh chị cụ thể hơn. Còn trong cái khuôn khổ video nhanh này thì em không thể nói hết được trong video và xin phép hẹn anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.